Tại công điện vừa phát đi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cơn bão số 3, bão Yagi và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân. Công điện lưu ý các hành vi lợi dụng ảnh hưởng của bão Yagi để đầu cơ, găm hàng, tăng giá sẽ bị xử lý nghiêm theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng giao Bộ trưởng Công Thương giám sát kịp thời xử lý với biến động giá cả bất thường và cung cầu những mặt hàng thiết yếu. Ông lưu ý toàn bộ lực lượng quản lý thị trường tăng giám sát quản lý tại địa bàn. Theo đó, các tổ chức cá nhân lợi dụng ảnh hưởng của cơn bão số 3 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức hỗ trợ cho hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực đang bị cô lập, khó tiếp cận. Còn theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng bởi bão Yagi, ngành nông nghiệp ở một số địa phương bị thiệt hại nặng. Cùng với đó, việc đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa dẫn tới tại một số nơi, một số thời điểm xuất hiện tình trạng khan hiếm các mặt hàng như rau củ quả, thực phẩm, nước uống. Việc này cũng dẫn đến tăng giá cục bộ tại một số nơi, khó khăn cho sinh hoạt tiêu dùng. Vì vậy, Bộ trưởng Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị có biện pháp quản lý, điều hành giá, theo sát diễn biến thị trường, kịp thời cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị phải giám sát kê khai, niêm yết công khai thông tin về giá. Các hành vi vi phạm pháp luật về giá sẽ bị xử lý nghiêm, theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Thời tiết bất lợi, đặc biệt là mưa lớn ngập lụt khiến cho sản lượng các loại nông sản như là thanh long, xoài và rau củ giảm mạnh. Dự báo tình trạng khan hiếm này sẽ còn kéo dài khi miền Bắc vừa hứng chịu cơn bão Yagi kèm theo lũ lụt và sạt lở. Báo cáo từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh miền Nam chỉ ra rằng sản lượng của nhiều loại trái cây chủ lực như măng cụt, xoài, thanh long trong tháng 8 đều giảm từ 10 đến 20% so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Còn theo Bộ Công Thương, sản lượng thanh long tháng 8 chỉ đạt khoảng 59.700 tấn, giảm tới 38.000 tấn so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng xoài ước đạt là 75.700 tấn, giảm 10.900 tấn. Nguyên nhân là năm nay thời tiết bất lợi, ảnh hưởng El Nino, mưa lớn cuối vụ. Không chỉ trái cây, nguồn cung rau củ cũng đang giảm sút đáng kể. Tại các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng rau về chợ đã giảm từ 2 đến 10% so với tháng trước. Mưa nhiều khiến chất lượng rau kém đi, trong khi sản lượng thu hoạch cũng không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Thưa quý vị, trong những ngày này khi miền Bắc phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tất bật chuẩn bị hàng hóa để gửi ra miền Bắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Từ những tiểu thương ở các khu chợ lớn đến các nhóm thiện nguyện, ai ai cũng chung tay góp sức, góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng lũ. Tại khu chợ Xỉ Tân Bình, nhiều tiểu thương đã gác lại công việc kinh doanh thường nhật để tập trung gom góp quần áo, nhu yếu phẩm gửi ra miền Bắc. Những bộ quần áo được gói ghém cẩn thận, chất chứa nghĩa tình của người dân phương Nam. Chị là người dân Việt Nam máu đỏ da vàng thì tất cả đồng bào của mình cũng như là một gia đình ruột thịt thân thương, khi mà gặp những cái trục trặc khó khăn như bão lũ đồ cuốn trôi nhà cửa thì tất cả người dân miền Nam cũng như miền Bắc chung tay để giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua cơn khó khăn này. Tiểu thương ở đây sẽ đồng lòng để gom những quần áo mà mình buôn bán, mà thí dụ có chậm hàng mới hay tất cả những cái gì mà tấm lòng bà con có thể cho được á, để gói lại để gửi đi về miền Bắc để cho tất cả bà con của mình. Mưa bão miền Bắc nó khôi phục một cách nước ngọn, một cách nó khó khăn còn lâu dài nữa, nên mình có một ít tấm lòng gửi cho bà con giữ ấm, phải không? Mình cũng có cái hàng hóa đồ mình bà con quyên góp ở tại đây, mình cho của ít lòng nhiều, không? Mình gửi cho bà con giữ ấm trong cái mùa mà mình khôi phục lại cái nước ngập đồ. Không chỉ có các tiểu thương, nhóm từ thiện Đêm Sài Gòn cũng ngày đêm không ngừng nghỉ để chuẩn bị các chuyến hàng cứu trợ. Những đêm thức trắng, họ tỉ mỉ thu gom từng chiếc áo phao, từng gói lương khô, mong muốn giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngày hôm 10 tháng 9 là tụi mình đã đi hơn 1.400 áo phao đi trước bằng máy bay rồi. Và ở ngoài đầu cầu Hà Nội thì cũng nhờ anh em ngoài đó kết nối là mua hơn 1 tấn lương khô để gửi đi Phú Thọ, Thái Nguyên với lại Bắc Cạn. Còn hôm nay thì chuyến xe này 5 tấn thì mình dự kiến là sẽ đi Tuyên Quang. Tại vì tối hôm qua là Tuyên Quang sạt lở đê, nên là tụi mình dự kiến là sẽ đi Tuyên Quang chuyến này. Các em nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia phong trào vì miền Bắc yêu thương. Nhiều em đã đập những ống heo tiết kiệm để góp phần nhỏ bé giúp đồng bào vùng lũ. Dạ, con có mặt ở đây là vì con đang
cố gắng tiết kiệm để có thể quyên góp cho những nơi đang gặp khó khăn. Con ủng hộ số tiền tuy không nhiều nhưng mà đây là tấm lòng của con ủng hộ cho những nơi mà bị gặp bão. Những tấm lòng thơm thảo đang được lan tỏa khắp nơi trong các tầng lớp nhân dân. Mỗi phần quà, mỗi sự đóng góp đều chứa đựng tình cảm chân thành của người dân phương Nam dành cho đồng bào vùng lũ. Đây không chỉ là thực phẩm mà còn là sự san sẻ, tình đoàn kết giúp bà con miền Bắc thêm động lực vượt qua thiên tai. Mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 ở các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra chiêu trò của một số người, trong đó có cả những người nổi tiếng, được cho là chỉnh sửa hình ảnh số tiền chuyển khoản từ con số chỉ là vài nghìn đồng, vài chục nghìn thành vài trăm nghìn và thậm chí là lên đến hàng trăm triệu đồng. Việc công bố bản sao kê nhằm bảo đảm tính minh bạch cho toàn bộ quá trình ủng hộ, nhưng gián tiếp đã bóc mẽ nhiều hành vi sống ảo trên mạng xã hội. Qua đây cũng cho thấy lòng tốt cũng dễ dàng bị làm giả trong thời đại số hóa. Nói ủng hộ 500 triệu, nhưng thực tế chỉ có 500 ngàn đồng. 100 triệu, nhưng còn lại 10 ngàn đồng. Bản sao kê dài hơn 12 ngàn trang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bỗng nhiên trở thành một cơn bão mới trên mạng xã hội. Ngay cả những người nói vống con số ủng hộ cũng đã thừa nhận, xin lỗi. Xin chào mọi người, xin lỗi mọi người vì sự phông bạt, những hình ảnh, những thông tin mà mọi người nhận được là thật. Và cái việc mình phông bạt cũng là thật. Và mình nghĩ rằng những bài học từ mọi người chính là một cái lời cảnh tỉnh cho cái sự kịch cỡm làm màu phông bạt của mình. Dù không gây thiệt hại vật lý, nhưng lại thổi bay uy tín, niềm tin của nhiều người. Thực ra với tình trạng bây giờ thì mình nghĩ là 1.000 hay 2.000 nó đều rất là quý. Nhưng cái việc mà lợi dụng tình thương của mọi người mà photoshop ra thì đó là một điều không nên làm. Không chỉ cá nhân, khá nhiều trang sao kê thể hiện tập thể ủng hộ vài ngàn đồng. Nhiều trang mạng xã hội cũng lên tiếng chỉ trích các tập thể này. Nhưng việc tập thể ủng hộ ít trong sao kê cũng cần được xác minh, làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai có thể khẳng định thực hư câu chuyện sao kê khi những minh chứng chỉ chủ yếu là suy đoán của cộng đồng mạng. Song từ góc độ truyền thông thì hành vi chỉnh sửa, photoshop biên lai chuyển khoản, tạo chiến dịch marketing ăn theo nỗi đau của người dân để tăng doanh số bán hàng, dàn dựng nội dung tin giả để câu view, câu like xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội thời gian qua, cho thấy sự bất chấp vô cảm của một số bộ phận người dùng mạng xã hội. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia giữ vững vị thế xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới. Với những kết quả khá quan trọng, 8 tháng đầu năm nay, ngành điều đang kỳ vọng vào con số kim ngạch kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2024. Tăng thị trường Mỹ chiếm gần 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Theo sau là các thị trường Trung Quốc, Hà Lan, Đức. Việt Nam hiện giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều. Với những kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2024, ngành điều đang kỳ vọng vào con số kim ngạch kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2024. Các chuyên gia khuyến cáo, doanh nghiệp cần đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm điều chế biến sâu, chất lượng cao, từ đó tiếp cận được nhiều khách hàng khó tính và bán được giá tốt hơn.